con hay khóc la hoài, được cha dỗ dành để con tròn giấc no say. Đêm ngày bôn ba bao nhiêu nhọc nhằn nắng mưa, không ngờ cuối đời lắm vào thân phận cha say. Ngày con trưởng thành, cha mong an hưởng tuổi già, mà con phũ phàng làm cha lạc kiếp cha rời. Con dường như quên công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như người trong nguồn chảy xa. Và rồi mặt cha cô đơn ngày tháng cuối đời, giàu sang mà không hiểu tình người cũng chẳng ai khen. Tình con không bằng người dưng cho thiên hạ cười chê. Thời gian trôi lòng con như tính lại, nhìn nhận xa sai lầm của con rồi. Nước mắt chảy xuôi chứ bao giờ chảy ngược ai ơi. Tình cha rơi này bao khoan dung không thua ruột thịt kia. Trở về nơi xóm nghèo bao la nghĩa tình. Niệm Phật công đức nhập kim quang, cởi thân đảnh lễ tam bái, bình thân gia quỳ dương. Bồ Tát Nam Mô Tam Thiên Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Hãy đi thôi thiên thủ thiên nhãn vô ngày đại bi tâm đà ni. Nam Mô Hắc Na Bắc Na Ma Ha. Nam Mô Nư Lan Chi Di Ma Bằng Đa Sa Mê Ta Ma Tha Đầu Du Bằng Na Thế Dừng Tập Bằng Đa Ni Ma Ba Nhà Ma Bằng Đàng Đạo Na An Điệp Tăng Na Bằng Lũ Thi Tục Ca Đi Ca La Đi La Ma Ba Phạm Ma Ra Một Ma Di Lạy Ha Di Ha Thích Ma Thức Na Ra Sâm Bạc Ca Sa Lợi Ba Sa Bạc Sâm Bằng Ca Sa Gia Ô Lô Hô Lô Ma Ra Ô Lô Hô Lô Hê Đi Ta Ra Ta Ra Thức Lê Thức Lê Tô Ra Tô Ra Ra Thức Lê 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 Thức Lê Na Ba Nhà Ma Na Ta Ra Ba Ra Thức Lê Nhà Ta Ta Ba Ma Nam
khắp à, nơi hồi hương cúng kinh nhập kim quang cộng đứng ngồi bắt đầu ghê đi một hôm nay cứu bóng đen ra chi tài bảo và khai tiến hoặc ngoài vô danh đất thứ bà lắm di bà tử ngày chỉ thử công đức ở cảm ơn với thiết ngã đàn dự chúng sanh tổng giai thành phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, phục nguyện thượng lai đệ tử chúng đẳng thành tâm cung trụ Phật tiền phóng tụng đại thừa pháp tạng công đức từ nhập kim quang.
Rồi xá xá xong rồi được anh ơi. Rồi xá. Rồi xá xong được tốt. Con keo hố keo. Mày. Tam ba tu.
Thank you.
Thank you.
tiếp độ hương linh thánh danh Trần Minh Quang, tạ thế ngày 14 tháng 11 năm Tân Sửu, hưởng thọ tại thế gian 79 tuổi. Trong vòng tay Phật, hương linh sẽ nhẹ nhàng quay gót về tay siêu sanh tịnh độ. Gia đình, con cháu, đình thân, đứng lên và xá lễ con linh. Thank you.